Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên. Và chủ đề hôm nay của chúng ta là có ai đang nhớ đến bạn hay không? Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp nhận trải bài một cách rất là tích cực. Và mình chỉ nói điều cần nói chứ không phải nói điều bạn muốn nghe. Sau đây là trải bài của các bạn. Và đầu tiên là năng lượng của người hỏi trải bài này. Các bạn đang trong một cái giai đoạn mà các bạn đang khó thổi. Cái xiềng xích bó buộc mình, dù là về thể chất, tinh thần và cảm xúc. Đây là cái thời điểm mà các bạn sẽ cảm thấy mình muốn thoát khỏi ra một cái tình cảnh áp bức từ xưa giờ, phá vỡ mọi cái liên kết mà đã ràng buộc các bạn và mở ra cho các bạn một con đường mới. Khi mà các bạn đã ở trong tình thế không hạnh phúc quá lâu rồi, cái yêu cầu để các bạn có thể xác định giá trị của bản thân và các bạn hay thoát ra ngoài được để gặp một cái gì đó tốt đẹp hơn. Đây là cái thời điểm bạn mơ ước có được cuộc sống ổn định và bạn muốn lập gia đình. Có một vài đối tượng rất phù hợp mà bạn đã thấy. Tuy nhiên, vì sự cẩn trọng về tương lai lâu dài, do đó bạn vẫn còn chần chừ, dường như vẫn chưa rõ là mình muốn cái gì nữa từ cái cuộc hôn nhân sắp tới. Do chuyện xưa cũ đã ám ảnh bạn rất nhiều, do đó bạn kỳ vọng cái người mới sẽ là người yêu thương bạn sâu sắc. Cái lời khuyên cho bạn là hãy nên cho đẩy bản thân mình thoát ra khỏi những cái suy nghĩ đó, bước vào một trải nghiệm với một mối tình, bạn sẽ nhận ra ai là đúng và đâu là cái thời điểm thích hợp nhất cho các bạn. Và cái người mà ngày đêm mong nhớ về bạn, người này có một cái tâm thế rất là bình lặng nha các bạn. Họ có một cái cảm giác rất là hài hòa, có một sự cân bằng và tiết chế trong cuộc sống. Nhưng đôi khi họ thể hiện cái nhân cách, có sự lựa chọn một cách tiết chế rất là cực đoan, kiểu như người rất là đạo đức. Và người này thực sự rất là điềm tĩnh, họ có thể không nói nhiều, nhưng họ làm việc của bản thân họ một cách rất là ung dung. Đây là một cái sự hiện diện cho tinh thần thoải mái, vì họ có cuộc sống rất là chừng mực nha các bạn. Đây là một người có khả năng tiết chế và kiềm chế bản thân rất là tốt. Giữa một thế giới đầy rẫy những đam mê và lôi cuốn, họ lại tìm được cái giới hạn cân bằng cho chính mình. Rất là hay luôn, một người tìm được sự cân bằng trong chính nội tại. Và lá bài này nó cũng có một thông điệp là các bạn hãy xem lại những cái gì bạn đã thấy tội lỗi và lỗi lầm trong quá khứ. Sau đó bạn hãy tự tha thứ cho chính mình và bạn phải học bài học từ cái lỗi lầm đó và để chúng tan đi nha các bạn. Và cái người xuất hiện trong cuộc đời của bạn là một cái người rất điềm tĩnh như mình đã chia sẻ lúc nãy. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là nằm ở bạn, bởi vì lá bài này nó hiến cho các bạn đang ở ngã ba đường. Bởi vì các bạn lưng chừng giữa cái sự suy nghĩ của bạn rất là nhiều, bạn còn ám ảnh bởi cái chuyện quá khứ rất là nhiều nha các bạn. Và khi cái lá bài này xuất hiện, chứng tỏ là các bạn phải học sự buông bỏ. Bởi vì bạn đang cố gắng níu kéo những gì đã nhạt nhòa trong quá khứ. Bạn cứ nghĩ về người đó hoài về các bạn ơi. Thật sự các bạn hãy nhớ là hãy mạnh mẽ và dứt khoát. Đó mới là cái thứ bạn cần nhất. Bạn hãy mạnh dạn từ bỏ những thứ không thuộc về mình. Đừng quá đau khổ vì vốn vị bạn có cố mấy những người bạn thích. Họ đã không thích là không thích bạn rồi các bạn ơi. Và bạn nên nhớ rằng không phải là bạn không hợp, mà bởi vì năng lượng của họ không có hợp với bạn. Cái việc buông bỏ sẽ giúp bạn mở ra một cánh cửa mới để chúng ta đón chào một cơ hội đến tìm kiếm những người bạn mới. Cái người này không đến thì không phải lỗi của bạn. Sẽ có 3-4 người đến đúng theo cái thời điểm, đúng khi bạn biết tự buông bỏ và bình thường hóa cuộc sống của mình. Và xin nhắc bạn cái một lần nữa, các bạn đang giữ khao khát về một mối quan hệ với người bạn nghĩ trong lòng. Nhưng cái người này không có quan tâm đến cho bạn. Tình cảm này dường như là tình cảm đơn phương nha các bạn. Việc yêu và nhớ một người quá lâu mà không đáp lại đã trở thành một thói quen của bạn rồi. Bạn mà chờ đợi hoài đi ha, thì chắc chắn bạn sẽ hối hận về cái việc chờ đợi của mình. Bởi vì bạn không phải kiểm soát được những thứ mà bạn không thể từ bỏ. Kéo dài tình trạng này hoài á, là bạn không có tốt cho mình đâu ha. Bạn phải hòng cách đối mặt với sự thật là chấp nhận buông bỏ cái mối tình đó. Ngay cho cái thông điệp của Oracle mà các bạn cũng nghĩ là các bạn sẽ quay trở lại với nhau. Trời ơi, cái trải bài năng lượng này muốn quay lại người cũ lắm nè. Sau đây là cái lời thông điệp
của vũ trụ muốn gửi đến các bạn nha. Khi mà các bạn mơ mộng thường xuyên thì bạn sẽ gặp, nghe được và nhận thấy những cái tín hiệu từ vũ trụ. Bạn hãy thư giãn và mở cái tâm trí mình để đón nhận nó, và nó sẽ đến thẳng vào trong tâm trí của bạn luôn. Sẽ có một số tín hiệu về cảm giác cũng như tầm nhìn và ý tưởng cho bạn khi mà các bạn đang xem những cái phim ảnh trên TV hay là trong rạp chiếu phim. Đây là một trong những cái ghế được gọi là cái ghế của sáng tạo nhé các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.